Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là trên một cái nhà vườn. Phía đây là phía cuối của đất này. Có một cái ao diện tích tới hơn 1.000 mét vuông. Và đặc biệt là dưới này thả những cái loại cá rất là giá trị nha. Đấy, có cả cá hô luôn. Mà nặng tới cả gần 50 ký một con luôn đó. Đấy. Nguyên cái tiền, cái giá trị của cái cá ở dưới ao này là cũng khoảng là hơn 1 tỷ đồng luôn á, chưa tính các cái cây rồi là công sức để mà đào rồi là xây dựng cái ao này đi. Xung quanh ao là trồng một hàng dừa này, rồi có cái bụi tre ngà này, rất là đẹp luôn. Đây mình ra đây mình xem cái tre, cây tre ngà nó rất là đẹp luôn, tre ngà bên Lăng Bác à, ha, à, thấy chưa? Đẹp chưa? À, tuyệt vời luôn. Đó, rất là đẹp, thơ mộng ha. Ấy, cái mảnh đất này có diện tích là 15, hơn 15.000 mét vuông, gần 16.000 mét vuông nhé. Trong đó có 600 mét đất ở rồi. Đấy, trên đất là có một cái vườn mai hơn 2.000 cây, hơn 2.000 cây mai nhỏ và có tới 40 cây mai lớn. Giá trị của cây mai lớn trung bình là từ 30 đến 40 triệu một cây. Thì tức là nguyên cái cây mai lớn này nó đã có giá tổng cái giá trị nó khoảng hơn 1.000, à quên, hơn 1 tỷ đồng, hơn 1 tỷ đồng nhá. À, còn cây mai nhỏ thì trung bình là 1,5 triệu, 2 triệu một cây trở lên ha. Thì hơn 2.000 cây nó đã khoảng giá là cũng khoảng gần 4 tỷ rồi. Gần 4 tỷ đồng ha. Thì đây trên đất còn có một cái nhà phía dưới này, phía dưới có một cái nhà để mình tổ chức tiệc tùng các thứ này, có bếp núc các thứ luôn, bàn ăn đầy đủ. À, vị trí mà cái mảnh đất này á, là nằm trên quốc lộ 56, gần cái nối vào cổng khu công nghiệp Sonadri, có chiều ngang mặt tiền đường quốc lộ 56 là tới 60 mét nhé. Đây quý vị thấy không? Đây vườn mai của mình đây này, vườn mai. À, trên đất của mình còn có một cái nhà xưởng kèm văn phòng, có diện tích là 1.500 mét vuông nữa. Đấy. Vậy thì nguyên cái tiền để xây dựng cái nhà xưởng đó cũng một mớ tiền luôn. À, đấy, vậy thì nguyên cái giá trị của cái mảnh đất này bao gồm cây trái này, rồi là ao cá, rồi nhà xưởng các thứ này, cũng đã gần chục tỷ rồi ha. Và giá chào bán cho cái mảnh vườn này, một cái nhà xưởng này bao gồm luôn tất cả các thứ luôn, khi đi thì chủ nhà chỉ đem đồ dùng đồ vật đi thôi, nhà xưởng bên trong thì có vật tư thì người ta đem đi thôi, còn cây trái các thứ này là để lại nhá. Giá bán bây giờ là 58 tỷ quý vị nhỉ, 58 tỷ cái nhà xưởng của mình trên kia kìa. Đó, 58 tỷ, một mức giá rất là hợp lý luôn, cho tới gần 1 hectare 6 luôn ở mặt tiền đường quốc lộ 56, ngay gần với lại nối vào để khu công nghiệp Sonadri, một cái khu công nghiệp bây giờ đang thu hút rất là nhiều công ty đến để mở nhà xưởng, mở nhà máy ha. Đấy, thì sơ bộ cho quý vị biết một cái mảnh đất như vậy. Quý vị nào mà quan tâm đến mua trên đất mà có nhà xưởng này, có vườn cây trái thu hoạch luôn này. Đấy, cái ao mai này chỉ việc đi thu hoạch thôi. Đó, và có ao cá các thứ luôn, thả cá lên bắt lên ăn luôn này. Cái hệ thống vườn này là đã được đầu tư rất là bài bản luôn, hệ thống tưới tiêu tự động các thứ luôn. À, vô cùng hợp lý, rất hợp lý luôn. Hiếm có một cái nào có giá hợp lý như cái này, có sẵn đất ở luôn rồi nhá. Rồi thì quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ với chúng tôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Còn bây giờ chúng ta cùng đi vào bên trong cái nhà xưởng này, cùng tìm hiểu cái nhà xưởng này nó như thế nào nhá. Cái nhà xưởng này rộng là 1.500 mét vuông. Phía dưới thì bao gồm khu trưng bày sản phẩm cùng với lại văn phòng nhé. Bên hông của mình là
làm cái lối đi với đổ bê tông rất là dày, xe nâng các thứ đi thoải mái để mình có thể nâng đồ, chịu được tải trọng rất là lớn. Rất là rộng rãi, cái sân rất là rộng rãi. Từ vị trí này đi ra ngoài mặt tiền quốc lộ 56 là mấy chục mét này. Mặt tiền quốc lộ 56 của mình chiều ngang tới 60 mét. Đây, bên trong mình đang trưng bày các cái sản phẩm về nội thất nhé. Đá, các loại đá này, gạch men này, rất nhiều loại luôn. Thì khi bán thì gia chủ sẽ đem những cái này đi. Còn nếu như mà mình có nhu cầu kinh doanh ấy, thì là mình sẽ bàn bạc và chủ nhà có thể để lại cái kinh doanh này cho người mới cũng được, không vấn đề gì. Hiện nay thì khu vực gần với lại khu công nghiệp Sonadri thì là rất là phát triển. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang kích cầu và cũng là thu hút các cái vốn đầu tư FDI để phát triển kinh tế trong tỉnh. Còn đây là ở bên trong nhé. Đây là kho xưởng thôi. Thì là mình để kho trống. Một cái điều nữa là cái nhà xưởng này á, là tương đối mới. Các cái nước sơn, các cái cột kèo của nó là còn mới tinh luôn á. Xây rất là chắc chắn. Thì dĩ nhiên thì cái này thì nó hợp với lại cái nhu cầu của người ta hiện hữu, là người ta làm kho như thế này với các cái đồ nội thất về vật liệu xây dựng. Còn nếu như mình mua với mục đích khác thì có thể mình phải cải tạo thêm, nhưng mà ý muốn nói là cái này thì rất là mới nhá. Đây này, cái cột nó rất là mới. Thì quý vị nào quan tâm đến một cái nhà xưởng mới tinh như thế này ấy, thì hãy alo ngay cho chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.